Jessica Jung, cựu thành viên SNSD, được bạn trai đại gia đăng ảnh tình tứ chúc mừng sinh nhật. Dù không còn là thành viên của nhóm nhạc đình đám SNSD, nhưng công chúa băng giá Jessica Jung vẫn nhận được sự đông đảo quan tâm của dân mạng. Mới đây, Jessica đã đón sinh nhật tuổi 32 và nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ cũng như bạn bè, trong đó có lời chúc vô cùng đặc biệt đến từ bạn trai Taylor Kwan của công chúa băng giá. Nhân dịp sinh nhật của bạn gái, Taylor Kwan đã đăng tải hai hình ảnh đi du lịch cùng Jessica lên trang cá nhân. Dù chỉ là bóng đổ trên mặt đất, nhưng cũng có thể thấy cặp đôi vai kề vai và thậm chí là nắm tay nhau đầy tình cảm. Thế nhưng, Taylor Kwan lại khiến dân tình hoang mang khi dùng hashtag MyBestFriend như thể Jessica là bạn thân nhất của mình. Nhiều fan bật cười vì cho rằng đó là dấu hiệu riêng của cặp đôi mà thôi, bởi Taylor Kwan và Jessica đã hẹn hò từ nhiều năm nay. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng để có thể yêu nhau lâu dài, hai người cần thấu hiểu, tin tưởng nhau như hai người bạn thân. Chính vì vậy, Taylor Kwan coi người yêu là bạn thân nhất thì cũng đúng thôi. Vào sinh nhật năm ngoái, Taylor Kwan cũng đăng ảnh khoác vai tình cảm như để công khai mối quan hệ với cựu thành viên SNSD. Tin đồn Jessica hẹn hò đại gia họ Kwan đã được lan truyền từ năm 2013 khi anh luôn xuất hiện bên công chúa băng giá trong các hoạt động của SNSD. Vào ngày Jessica thông báo rời SNSD, Taylor Kwan đã bay từ Mỹ về sân bay Incheon, Hàn Quốc, còn 8 mẫu SNSD thì đến Trung Quốc tham gia fan meeting. Sau khi rời khỏi SNSD, Jessica còn đầu quân về công ty giải trí của Taylor Kwan, Corridor Entertainment. Bất chấp hàng loạt chi tiết khiến dân tình bản tính bản nghi, Jessica vẫn phủ nhận tin đồn hẹn hò với Taylor và phải đến năm 2016, cựu thành viên SNSD mới thừa nhận cặp đôi hẹn hò được 3 năm thông qua một cuộc phỏng vấn. Kể từ đó tới nay, Jessica, Taylor Kwan thường sánh đôi bên nhau trong các sự kiện. Vào cuối năm ngoái, xuất hiện tin đồn cặp đôi sắp kết hôn khi nữ idol đề tặng những lời cảm ơn Taylor Kwan trong cuốn tiểu thuyết đầu tay Shin. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Taylor, anh đã ở bên em, cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện trong chuyến hành trình của em, và em không thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết này nếu thiếu anh. Sự nhiệt tình và đam mê của anh luôn vượt lên trên tất cả. Em nóng lòng mong chờ những điều sẽ diễn ra trong chuyến phiêu lưu sắp tới. Việc nhắc đến chuyến phiêu lưu sắp tới làm nhiều fan đoán già đoán non. Phải chăng Jessica sẽ sớm tổ chức đám cưới và bắt đầu cuộc sống hôn nhân bên bạn trai lâu năm? Thế nhưng đến nay, cặp đôi vẫn chưa hề có vẻ gì là sớm kết hôn. Dù vậy, hành động đăng ảnh tình tứ chứng minh Taylor Kwan và Jessica vẫn bên nhau mặn nồng. Theo truyền thông Hàn, bạn trai của Jessica là một thương gia người Mỹ gốc Hàn. Taylor Kwan là giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của tập đoàn Corridor. Ngoài khối tài sản kết xù và dung mạo điển trai, Taylor Kwan còn được chú ý bởi học thức. Anh từng tốt nghiệp thạc sĩ khoa quản trị kinh doanh tại trường đại học Michigan, Mỹ. Về đời sống riêng tư, Taylor Kwan được biết đến là bạn trai cũ của ngôi sao Hồng Kông Chung Hân Đồng. Hai người từng chung sống với nhau và hẹn hò trong 10 tháng. Nhờ sự giúp đỡ của Taylor Kwan, Jessica nhanh chóng có được một thương hiệu thời trang riêng của mình và mở rộng thị trường tại Hồng Kông. Không lâu sau, Jessica rời SNSD để kinh doanh độc lập. Điều này khiến các fan của nhóm nhạc vô cùng thất vọng. Một bộ phận người hâm mộ co quay lưng với Jessica và gọi cô là kẻ phản bội.